Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 44, hai nơi buồn chán. Đông Sơn, Thư Mi Cư. Mấy con tiên hạc thong thả dạo chơi bên hồ nước, cuối hạ đầu thu, cỏ cây vẫn tốt tươi như cũ, nhưng đã mơ hồ mang theo cảnh sắc mùa thu vết thương của Lâm Bô đã khỏi hẳn, một mình dạo bước bên hồ với tâm trạng yên bình. Gió hưu hưu kéo vành khăn, bên hàng rào gỗ sắc xuân tràn đầy. Cỏ lên bướm trắng lượn bay, sâu xanh rơi xuống rừng cây ấm nồng. Bướm hoa chỉ có mình ông, vì ai đưa rượu móng trong sớm chiều. Vu lăng ở ẩn cũng nhiều, ngẫm ra chẳng có bao nhiêu tương đồng. Hắn thuận miệng đọc một bài thơ, thơ này làm từ đầu năm, bản thân hắn cũng không mấy hài lòng nhưng nếu muốn ngâm thơ thì cứ thuận miệng đọc bừa bài nào chẳng được. Ái già, đại thi nhân đang ngâm thơ, ta đi ngay đây. Xin lỗi nha, ta chỉ đi ngang qua thôi, người cứ từ từ ngâm, ngâm chưa đã hay không đủ thơ để ngâm thì cứ bảo ta ngâm giúp, hoặc bảo ta làm thơ dùng luôn cũng được. Có người chậm rãi tản bộ phía sau, áo vàng quạt đỏ, nhẹ nhàng phất phơ. Nhưng thật ra ta đến để báo cho người biết, bữa cơm tối nay, nếu người không ăn thì ta có thể ăn giúp người nếu ngươi không ăn được thì ta hất hết đi hộ ngươi. Ầy. Lâm bồ thở dài, tuy Phương Bình Trai không định chọc ngoáy gì nhưng miệng hắn đúng là rông dài lắm chuyện, nói mãi chưa xong. Hôm nay việc chế thuốc có tiến triển gì không? Phương Bình Trai âm ư. Ngươi có vẻ quan tâm đến chuyện chế thuốc quá nhỉ? Thật ra ngươi chẳng dính dáng gì đến việc chế thuốc, chế thành hay chế hỏng thì người đi bán muối cũng chẳng phải ngươi, có tiến triển hay không tiến triển với ngươi cũng chỉ là một câu nói thừa, cho nên ta không nói cho ngươi biết đi ăn cơm thôi. Lâm bồ khẽ thở dài. Ngọc cô nương. Hắn muốn nói lại thôi. Phương Bình Trai phe phẩy quạt cười cười. Sao hả? Không lẽ ngươi có ý gì với tiểu cô nương xấu xí kinh hồn kia? Lâm Bô hỏi. Thì sao? Ngọc cô nương tính nết lương thiện. Đương nhiên ta phải quan tâm. Phương Bình Trai tiếp tục đi về phía trước. Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người tính nết lương thiện. Ngươi quan tâm được hết không? Ai mà chẳng phải chết không chết sớm thì chết muộn mà thôi, lẽ nào ngươi lo lắng cho nàng ta thì nàng ta sẽ thoát chết? Lẽ nào nàng ta chết rồi thì ngươi không phải chết nữa? Bao giờ ngươi biến thành lão yêu quái bất tử vạn năm thì hãy quan tâm người khác." Lâm Bô mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, lời lẽ của Phương Tiên Sinh quả nhiên sâu sắc, khác với người thường. Phương Bình trai lại nói được những lời có hai ba phần đạo lý như thế, thật sự khiến hắn hơi bất ngờ. Hai người đi chưa được bao lâu đã quay về nơi ở của Lâm Bô ở Đông Sơn, tên là Thư Mi Cư. Phòng thuốc của Liễu Nhãn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, ngày ngày không biết hắn lọ mọ làm gì trong phòng. Phương Bình Trai hết sức tò mò, nhưng một là Liễu Nhãn không cho hắn vào, hai là có một hôm hắn nhân lúc Liễu Nhãn đi vắng mà lén lút chui vào phòng, sờ mó mấy thứ thuốc nước trong suốt đặt trong chai lọ. Kết quả là sau khi nước bay hơi thì ngón tay hắn rách toác ra một vệt như vết dao cắt, nhưng không chảy máu, từ đó hắn không dám mò mẫm chui vào phòng thuốc nữa. Liễu nhãn ở luôn trong phòng thuốc, trừ những lúc ăn cơm tắm rửa thì gần như không bước chân ra khỏi phòng, mà Ngọc Đoàn Nhi thì ra ra vào vào vô cùng bận rộn. Người nấu canh cỏ hay là cháo rau đấy? Trên bàn cơm, Liễu nhãn đang lạnh lùng nhìn Ngọc Đoàn Nhi. Phương Bình Trai thò đầu vào nhìn, trên bàn có bốn món ăn một bát canh, bát canh có màu xanh biếc, ở giữa có một khối trông như rau băm nhão vậy, không biết là thứ gì. Lâm bồ liếc nhìn rồi kêu. Bà Như, món này, thiếu gia món này do Ngọc Cô Nương Đích thân làm. Bà Như đứng hầu bên cạnh kính cẩn đáp, Ngọc Đoàn Nhi vốn đã bưng bát đũa lên, nghe vậy lại đặt xuống. Đây là lá trà đó, một đống lá trà ngươi đun xong thì đổ hết đi, gió phí phạm lá trà đã không có độc lại còn thơm nữa, ta băm nhuyễn nó ra làm cháo, thêm muối vào ăn ngon lắm. Phương Bình Trai đưa tay vỗ chán, lắc đầu im lặng, lâm bô cười khổ, liễu nhãn lạnh lùng nói. Đổ đi. Ngọc Đoàn Nhi cau mày. Ngươi không ăn thì để người khác ăn, vì sao đồ ngươi không ăn lại phải đổ hết? Liễu nhãn thản nhiên nói. Không được ăn. Ngọc Đoàn Nhi cãi. Ngươi số tính quá chừng, ta không nghe lời người nàng bưng bát lá trà say nguyễn kỳ lạ kia lên ăn ngon lành ấy tiểu bạch không ai dạy ngươi lúc ăn cơm phải đợi trưởng bối ngồi xuống trước chờ trưởng bối ăn trước rồi ngươi mới được ăn à phương bình trai gõ cây quạt đỏ lên đầu ngọc đoàn nhi tuy bây giờ ngươi là con sen giúp việc cho sư phụ tương lai của ta nhưng ta lớn tuổi hơn người hiểu biết rộng hơn ngươi nhất là biết thưởng thức đồ ngon hơn ngươi cho nên ngọc đoàn nhi cau mày nói rõ ràng ngươi đã vào đây từ lâu rồi cứ đứng bên cạnh không ăn cơm, tại sao ta phải chờ ngươi? Ngươi tự ngồi xuống ăn không được à? Phương Bình trai lắc đầu than thở, ngươi đúng là làm người ta nhức đầu, nhớ năm xưa Phương Bình trai ta cả đời tung hoành giang hồ không gặp đối thủ, tình cảnh bây giờ thật đáng thương thật khiến người ta phải than thở xót xa. Nói xong thì ngồi xuống, bưng bát cơm lên ăn, đương nhiên hắn sẽ không đụng vào món lá trà băm kia. Nếu ngươi tung hoành giang hồ không gặp đối thủ, thì tại sao phải léo đéo theo sau liễu đại ca đòi học thuật âm sát? Ngọc Đoàn Nhi ăn cơm không chậm hơn so với hắn. Lại nói luyên thuyên. Phương Bình Trai đáp. Ừ, bởi vì ta gặp toàn phường Tép Diêu, đương nhiên không gặp được đối thủ rồi. Hành tẩu giang hồ mấy năm như ta đây, gặp toàn những hạng Tép Diêu đánh một trường chết ngắc, chuyện bất bình cũng chẳng gặp được vài lần, thật là nỗi xót xa của người luyện võ. Ta đi từ đợ SNG Tây, từ Nam lên Bắc, Trung Nguyên ở dưới chân ta, Nhật Nguyệt đi theo ngàn dặm, đương nhiên có thể gọi là tung hoành giang hồ. Ngọc Đoàn Nhi nhịn hết nổi rồi. Thôi thôi ngươi tắt văn đi, ta không muốn nghe, dài dòng muốn chết. Liễu nhãn lạnh lùng nhìn bát lá trà băm kỳ quái kia, chậm chậm bưng bát cơm lên, Ngọc Đoàn Nhi chợt nói. Ta tưởng ngươi không ăn mà. Liễu nhãn bực mình, bưng bát cơm lên rồi giờ buông xuống không được mà giữ lại cũng không xong. Một lúc sau, hắn ngừ một tiếng rồi đặt bát đũa xuống tự đẩy xe lăn mà Ngọc Đoàn Nhi làm cho hắn trở về phòng thuốc. Lâm Bồ không nhịn được cười, ngồi xuống ghế của mình rồi bưng bát lên ăn cơm. Ba người này không ai biết tự kiềm chế nhẫn nhịn, ba người tụ lại một chỗ đúng là thi thoảng xe cãi lộn, nhìn mãi rồi cũng thành quen. Phương Bình Trai đưa đũa ra gắp hết những món ngon trên bàn ăn sạch, bụng căng tròn rồi thì vắt vẻo hai chân. Kể ra vừa rồi cô đắc tội hắn thật đó. Tuy hắn là sư phụ tương lai của ta, không nên nói xấu sau lưng, nhưng mà thật ra hắn cũng cần mặt mũi sĩ diện lắm chứ. Đầu óc cô vừa thẳng vừa dài y như cái cổ của đám tiên hạc chạy long nhong ngoài kia, lời nói ra không phải khó nghe dạng vừa đâu, mà là cực kỳ khó nghe đấy. Hắn nhìn cô đến bây giờ mà không tiện tay hại chết cô đã là kỳ tích rồi, cho nên cô đừng có chọc hắn nữa, sau này chú ý ăn nói cẩn thận một tí đi, chỉ có lợi mà không có hại. Hắn giận thật à? Ngọc Đoàn Nhi lý nhí hỏi. Phương Bình Trai cười ha ha. Hắn sẽ không giận cô thật đâu, dù sao cô cũng không phải người hắn muốn giận. Ngọc Đoàn Nhi nhíu mày. Vậy người hắn muốn giận là ai? Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai khẽ phe phẩy. Ây già, chuyện này chưa được sư phụ tương lai của ta cho phép, thẩm thụt ăn nói bậy bạ sau lưng hắn là không có đạo đức nha. Nếu cô muốn biết thì chi bằng tự đi hỏi hắn, tốt nhất là tiện tay mang cơm vào cho hắn ăn, thề thốt sau này không làm mấy thứ gì gì nữa nếu tâm trạng hắn vui lên, biết đâu lại nói cho cô biết. Ngọc Đoàn Nhi liếc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết người hắn muốn giận là ai? Phương Bình Trai ho một tiếng. Đương nhiên vì tương lai ta sẽ là đồ đệ cưng tài giỏi của hắn, giao tình đương nhiên là không tầm thường rồi. Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt nhìn hắn, bưng bát cơm lên, gấp chút đồ ăn còn sót lại xếp lên cơm trắng, bưng vào trong phòng thuốc. Phương Tiên sinh đúng là kỳ nhân. Lâm Bồ thong thả ăn cơm thật ra thì hắc huynh đối đãi với ngọc cô nương cũng đâu có tệ phương bình trai bật cười ha ha. ta hết lòng hết dạ với vị sư phụ tương lai kia nhưng không biết đến khi nào mới lay động được trái tim sắt đá của hắn để cho ta được mãn nguyện đây thật là đáng thương mà phương bình trai ơi là phương bình trai hắn lấy quạt đỏ che đầu lắc đầu quẩy quẩy nhưng lòng kiên nhẫn của ta vốn không tầm thường ha 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 lâm bô mỉm cười Tuy hắn không biết Phương Bình Trai muốn học gì từ Liễu Nhãn, nhưng người này cũng không thật sự đáng ghét cho lắm. Trong phòng chế thuốc, Liễu Nhãn đẩy xe lăn đối diện với bình thuốc cao gần bằng đầu người, cùng với đủ loại chai lọ hình thù kỳ quái trong phòng, nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng. Ngọc Đoàn Nhi bưng cơm vào phòng. Người giận thật đấy à? Liễu Nhãn không đáp, Ngọc Đoàn Nhi đặt cơm lên cái bàn bên cạnh. Người đã lớn chừng này rồi. Sao còn giận dỗi vì chuyện này chứ? Ngươi đâu phải trẻ con." Liễu Nhãn hờ hững nói, "Đi ra ngoài." Ngọc Đoàn Nhi vẫn khăng khăng không chịu đi ra, ngồi xuống trước xe lăn của hắn, chống cằm nhìn hắn. "Ngươi đang giận ta hay giận ai khác?" Liễu Nhãn lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài, nếu ngươi vẫn đang giận dỗi người khác thì đừng để ta cảm thấy ta đã khiến tâm trạng ngươi khó chịu chứ. Tuy là ta sai, nấu lá trà băm mà không nói cho ngươi biết." Ngọc Đoàn Nhi đấm đấm chân. Nếu tâm trạng ngươi không vui thì hãy tâm sự với người khác, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Liễu Nhãn nhìn nàng đấm chân, trong mắt khẽ xoay. Cô mỏi chân à? Ngọc Đoàn Nhi thở dài. Hơi mỏi một chút, xin lỗi, ta không nói với ngươi. Liễu Nhãn nói. Vậy kéo váy lên cho ta xem nào. Ngọc Đoàn Nhi do dự dây lát rồi kéo váy lên đến đầu gối, bắp chân nàng vốn trắng trẻo mịn màng giờ đây lại nhăn nheo gầy rộp đi làn da phủ đầy nếp nhăn, đã bắt đầu lão hóa. Liễu nhãn xem xong thì bảo nàng thả vạt váy xuống, yên lặng hồi lâu mới nói. Cô sắp chết rồi, ta biết. Ngọc Đoàn Nhi thản nhiên đáp. E rằng ta sẽ chết trước khi chờ được thuốc của ngươi luyện xong. Liễu nhãn khựng lại, giọng nói hiếm khi dịu dàng thế này. Cô, có sợ không? Ngọc Đoàn Nhi nhìn hắn. Sợ chứ, có ai mà không sợ chết. Nhưng sợ thì sợ, người phải chết vẫn cứ chết. Liễu nhãn nhàn nhạt hỏi. Nhưng cô không thấy oan ước à? Đời người chỉ sống một lần, mà cuộc đời cô lại khổ sở như thế, tuổi còn rất trẻ đã chết, còn bao nhiêu thứ chưa được nếm trải. Ngọc Đoàn Nhi thở dài. Đúng thế, ta còn chưa lấy chồng, chưa sinh con mà đã phải chết. Nhưng ta cũng không cảm thấy quá tệ, bởi vì trước khi chết còn có người chế thuốc cho ta, muốn cứu mạng ta. Ánh mắt nàng luôn ngay thẳng, mà ánh mắt ngay thẳng thì luôn khiến người ra không chịu nổi cho nên liễu nhãn né tránh ánh mắt nàng chỉ nghe nàng nói tiếc ta quen biết chẳng được mấy người chỉ có mình ngươi thật lòng muốn cứu ta không chỉ nói miệng mà còn bắt tay vào làm ta cảm thấy nàng hạ giọng ta cảm thấy chuyện này rất khó gặp cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng gặp được một người thật lòng đối xử tốt với mình thì cũng đáng dù ngươi có là đại ác nhân ta chỉ dùng cô để thử thuốc chứ đâu có thật lòng đối xử tốt với cô liễu nhãn lạnh lùng nhìn nàng việc gì phải nói mấy lời khiến bản thân cảm động, những câu kia rõ ràng là ảo tưởng mà. Ngọc Đoàn Nhi nhún vai. Ngươi chỉ thích tự nói xấu mình thậm tệ thôi. Liễu Nhãn lại nhắm mắt. Tuổi còn nhỏ mà nghĩ nhiều gớm. Ngọc Đoàn Nhi nói. Ta. Liễu Nhãn đột nhiên đẩy xe lăn, lấy từ đáy bình gốm lớn ra một chén nước màu xanh lục nhạt. Trong chén không chỉ có trà mà còn có rất nhiều nguyên liệu không rõ lai lịch. Hắn đưa chén trà cho Ngọc Đoàn Nhi. Chưa kịp điều chế hoàn chỉnh, sống hay chết đành trông chờ vào vận may của cô, có dám uống không? Ngọc Đoàn Nhi kinh hãi, nhận lấy chén trà. Đây là thuốc sao? Thuốc này vẫn chưa hoàn thiện. Bàn tay Liễu Nhãn úp lên miệng chén trà, âm trầm nói. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, có thể cô còn sống được mấy tháng, có khi cô còn sống được mấy ngày nữa, nhưng uống chén thuốc này vào, biết đâu cô lại chết ngay lập tức. Hắn lại âm u hỏi: cô muốn sống thêm mấy ngày mấy tháng mà không còn một tia hy vọng, hay là chết ngay bây giờ. Ngọc Đoàn Nhi trợn tròn mắt nhìn hắn, dường như cảm thấy rất ngạc nhiên. Biết đâu ta uống xong không những sống khỏe mà bệnh còn đỡ dần thì sao? Người chế thuốc không phải để chữa bệnh à? Người tin chắc như vậy thì làm sao thất bại được chứ? Liễu nhãn buông tay, quay đầu đi. Vậy thì uống đi. Ngọc Đoàn Nhi bưng chén trà lên. Trước khi ta uống thuốc, người có thể nói cho ta biết rốt cuộc người đang giận dỗi ai không? Liễu nhãn thoáng chấn động. Gì cơ? Ngọc Đoàn Nhi nhìn hắn không chớp mắt. Ta rất tò mò, nếu ta uống vào mà chết ngay thì chẳng phải là vĩnh viễn không được biết sao. Liễu nhãn yên lặng hồi lâu rồi sốt ruột đáp. Ta không giận. Ngọc Đoàn Nhi ai một tiếng. Ngươi lừa ta, ngươi không giận thì sao lại bỏ bữa. Ta không giận. Liễu nhãn bình thản đáp. Chẳng qua, ta chợt nhớ đến một người. Ngọc Đoàn Nhi tò mò hỏi. Ai? Liễu nhãn thông thả đáp. Nô tỳ phục vụ ta." Ngọc Đoàn Nhi ngẩn người, đột nhiên cũng trở nên trầm mặc, một lúc sau nàng mới nhỏ nhẹ hỏi, "Là tỷ nữ của ngươi sao?" Liễu Nhãn gật đầu, Ngọc Đoàn Nhi khẽ nói, "Nàng, nàng ấy nhất định, nàng chợt cảm thấy tủi thân, nô tỳ có thể khiến Liễu Nhãn nhớ nhung, rốt cuộc là người thế nào? Nhất định đẹp hơn ta." Nàng đúng là xinh đẹp hơn cô nhiều lắm. Liễu Nhãn lạnh lùng nói, "Hơn nữa còn dịu dàng chu đáo." nhẫn nhịn nghe lời, ta muốn tát thì tát, muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết, tuyệt đối không làm người ta khó chịu như cô. Ngọc Đoàn Nhi lại nói, ta cũng muốn tốt với ngươi, nhưng ta tốt với ngươi thì ngươi lại giận. Liễu Nhãn nói, nàng là người phụ nữ thông minh, đầu óc không giống tuếch, ngu si vụng về như cô. Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi, ngươi đã dạy võ công cho nàng chưa? Liễu Nhãn ngẩn ra, không. Ngọc Đoàn Nhi vui vẻ nói, nhưng ngươi lại dạy ta võ công ngươi đối xử với ta cũng rất tốt liễu nhãn mắt dần kiên nhẫn nàng không biết võ công chợt nhận ra câu chuyện đã bị ngọc đoàn nhi lái đi xa tít tắp hắn quát lên uống đi ngọc đoàn nhi nâng chén trả lên nhưng lại do dự không uống ngay lập tức liễu nhãn cười nhạt hỏi sợ rồi à ngọc đoàn nhi lắc lắc đầu ta đang nghĩ chết rồi có được gặp lại mẹ không liễu nhãn nói chết là hết cô sẽ chẳng thấy gì nữa đâu khỏi cần hy vọng háo huyền ngọc đoàn nhi thở dài thườn thượt uống chén thuốc kia vào liễu nhãn nhìn nàng không chớp mắt thấy sắc mặt ngọc đoàn nhi không hề thay đổi uống xong thì ngồi xuống đất hai người bốn mắt nhìn nhau chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy có gì xảy ra hết xem ra thuốc này uống vào không gây chết người liễu nhãn lạnh lùng nói tốt ngọc đoàn nhi đưa tay lên sờ mặt mình người mình ta ta không cảm thấy gì hết liễu nhãn rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay lại lấy một chén thuốc từ đáy bình gốm, thầm ướt khăn tay rồi từ từ khom người, đắp mảnh khăn tay đẫm nước thuốc kia lên mặt nàng. "Đừng cựa quậy." Hắn nhắc, "Nhưng mà, ngươi còn chưa ăn cơm, có lâu không?" Nàng không hề nhúc nhích, nhưng lại để ý đến chuyện khác. Hắn đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, hơi bực bội, lại thêm chút tâm phiền ý loạn. "Uống thuốc này vào chưa chết vì độc không có nghĩa nó hoàn toàn vô hại, cô hãy tự lo cho mình đi." "Ừm." Ngọc Đoàn Nhi ngồi yên, ngón tay thon dài trắng như tuyết, trơn nhẵn rất ít nếp nhăn của liễu nhãn che lên mặt nàng. Qua mép khăn nàng nhìn thấy cổ tay hắn, xương cổ tay thanh tú, cánh tay mảnh mai mà cứng cỏi, đúng là một cánh tay tinh tế đẹp tuyệt trần. Đáng tiếc nàng không được thấy gương mặt hắn trước khi bị hủy dung, không biết mặt hắn có đẹp như tay không nhỉ. Có điều cánh tay này tuy đẹp, nhưng lại mang sắc trắng âm u bức bối giống như món đồ sứ trắng bị nung hỏng vậy. Gò má dần dần nóng lên dưới độ ấm bàn tay hắn, nàng chớp mắt, hắn che đi đôi mắt nàng, không để nó mở ra, ngay cả mí mắt cũng bắt đầu ấm lên. Nàng tưởng tượng xem ngày mai mình sẽ sống hay là chết, ngón tay ấm áp trên mặt khiến nàng cảm thấy thật ra Liễu Nhãn là người rất dịu dàng, thật ra hắn không đến nỗi quá xấu xa, chẳng qua hắn rất muốn mình biến thành người xấu mà thôi, nhất định có nguyên nhân gì đó qua thời gian hơn nửa nén hương, liễu nhãn rốt khan lại, gương mặt già nua của Ngọc Đoàn Nhi vẫn không có gì thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn nàng nàng còn chưa mở mắt. Mơ mộng gì đấy, người vẫn chẳng khác gì. Ngọc Đoàn Nhi mở mắt, bò dậy soi mình vào chiếc gương đồng, trong gương vẫn là một gương mặt già nua. Nhưng nàng không thất vọng nhiều lắm, chỉ vỗ vỗ gò má rồi bất ngờ nói. Thật ra ta cảm thấy ngươi không xấu. Không phải một kẻ xấu xa tội ác tài trời như thẩm đại ca nói. Liễu nhãn đẩy xe lăn quay mặt vào tường, lạnh lùng nói. Ra ngoài đi, sáng sớm mai tự mang khăn đến đây đắp mặt, nếu thuốc khó uống quá thì bảo Phương Bình Trai mua kẹo cho ngươi ăn. Ngọc Đoàn Nhi âm ừ, rồi lại đột một nói. Ta muốn người mua kẹo cho ta ăn. Liễu nhãn hơi ngẩn ra, cũng không trả lời nàng. Đi ra ngoài. Ngọc Đoàn Nhi đóng cửa phòng chế thuốc lại, tâm trạng vui tươi hớn hở trên mặt không giấu được nụ cười vui vẻ phương bình trai đứng trước cửa quanh đi quẩn lại phe phẩy cây quạt đỏ à nàng quay đầu lại nhìn hắn cười khanh khách này ta thấy tâm trạng hắn bây giờ đang tốt đấy phương bình trai xoa xoa đầu mình ây việc này thôi được rồi phương bình trai ơi là phương bình trai người dọc ngang thiên hạ chưa gặp đối thủ bái sư cũng đâu phải chuyện gì mất mặt không dám khoe ra ngoài sao đến lúc này lại lùi bước chứ tâm lý này thật khó hiểu nói đến đây hắn bước vào phòng chế thuốc hắc huynh phương bình trai ta cả đời tiêu sái phóng khoáng bây giờ lại vì huynh mà làm trâu làm ngựa bấy lâu không oán không tiếc còn cam tâm tình nguyện không biết đến bao giờ hắc huynh mới chịu dậy ta thuận âm sát đây liễu nhãn quay mặt vào vách tường dường như khẽ cười một cái phương bình trai cũng coi như quen biết hắn khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy hắn cười trong lòng thấy tò mò muốn vòng qua trước mặt hắn ngó một cái nhưng trước mặt liễu nhãn là vách tường, huống hồ một người mặt mũi máu thịt mơ hồ thì cười hay không cười có lẽ cũng chẳng khác nhau nhiều, bèn chắp tay sau lưng. Hắc huynh, bao giờ huynh cảm nhận được lòng thành bái sư cảm động đất trời, ham mờ u, ốn học hỏi như núi cao sông dài của ta, thì hãy dạy ta nhé. Liễu nhãn âm trầm nói. <laughs> ha ha, thật sát không phải ai cũng học được, người học thuật này chỉ vì muốn giết người thì vĩnh viễn không học được đâu. Phương Bình trai cười hỏi: "Ồ, vậy phải học vì mục đích gì mới đạt đến trình độ của Hắc huynh đây?" Liễu Nhãn thản nhiên đáp: "Không vì mục đích gì, không vì mục đích gì." Phương Bình trai đi đến bên Liễu Nhãn. "Thật là một cảnh giới kỳ diệu, ây già, thật sự không thể cho ta thử một lần sao?" "Biết đâu ta lại là kỳ tài trăm năm khó gặp." Liễu Nhãn đẩy xe lăn, chậm chậm xoay người lại: "Muốn học âm sát, đầu tiên phải biết chơi một loại nhạc cụ, ngươi có biết chơi nhạc cụ không?" nhà cũ. Phương Bình trai đảo mắt. Ta biết, ai già, ta không biết chơi cái gì cả. Liễu nhãn nhắm mắt lại. Vậy khỏi nói tiếp nữa. Phương Bình trai quanh quẩn trong phòng chế thuốc. Nhưng mà ta biết hát. Hàng mi liễu nhãn hơi nhướn lên. Thế à, hát ta nghe xem nào. Phương Bình trai cất tiếng hát. Chiêng đồng nhỏ, trống gỗ nhỏ, gà con vịt con nhà gỗ nhỏ, hoa sen trên nước nở lúc hoàng hôn, sau nhà còn có một chú heo giọng hát thô bỉ vang tận mây xanh, chấn cho lá cây bên ngoài rụng tơi tả. Lâm bồ còn đang dùng cơm giật mình kinh hãi, Ngọc Đoàn Nhi kêu thành tiếng, giật nảy cả người. Chẳng bao lâu sau, Phương Bình Trai đã hát xong bài hát thiếu nhi lộn xộn kia, cầm cây quạt đỏ chì chì. Thế nào? Liễu nhãn hở hững nói. Cũng được. Phương Bình Trai ể một tiếng, dường như chính hắn cũng phải kinh ngạc. Huynh không đùa đấy chứ. Liễu nhãn đáp. Không. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Phương Bình Trai, ánh nhìn rất lãnh đạm. Có lẽ, ngươi đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Phương Bình Trai há mồm nghẹn họng, ước nguyện bao ngày qua đã thành sự thật, dường như chính hắn còn thấy khó tin. Lẽ nào ban nãy ta hát hay lắm sao? Ai, ta còn tưởng trên đời chỉ có tảng đá mới chịu nghe ta hát, bởi vì chúng nó không có chân, không chạy được. Hát rất nhập tâm, rất tự tin. Liễu nhãn trầm giọng nói tuy còn nhiều thiếu sót nhưng không phải là hết thuốc chữa, ha ha, dạy ngươi âm sát, biết đâu có một ngày ngươi giúp ta giết được người kia. Nơi đáy mắt hắn chợt nóng lên. Nửa năm sau ngươi phải luyện được một loại nhạc cụ, nếu không được thì đừng trách ta mất kiên nhẫn với ngươi. Phương Bình Trai cười ha ha. Nửa năm nữa à, Huynh cũng đặt không ít kỳ vọng vào ta nhỉ, nhưng ta không rõ Huynh muốn ta luyện thứ nhạc cụ nào. Nói trước nhé, ta đánh đàn thì quỷ khóc, thổi tiêu thì thần treo cổ gầy tì bà thì chim sa cá lặn, hại chết kha khá động vật nhỏ đấy. Không luyện được nhạc cụ thì âm điệu sẽ không chuẩn, âm không chuẩn thì không thể tạo ra khúc nhạc hoàn chỉnh. Liễu nhãn thản nhiên nói. Với trình độ của ngươi, có thể thử đánh trống. Phương Bình Trai lảo đảo lùi lại vài bước, tay ôm lấy ngực. Đánh, trống. Liễu nhãn nhắm mắt. Trống cũng là nhạc cụ, mà còn không dễ luyện. Phương Bình Trai chắp quạt sau lưng, xoay người. Huynh muốn dạy ta đánh trống à? liễu nhãn thản nhiên nói nếu ngươi muốn học thì ta dạy phương bình trai đồng ý đánh trống ta chưa thử bao giờ trông có vẻ vui ta học liễu nhãn phất tay áo vậy ngươi đi tìm một cái trống về đây một tháng nữa chúng ta bắt đầu học phương bình trai hớn hở bước ra khỏi phòng thuốc lâm bô đã sai bà như dọn dẹp bát đũa xong xuôi thấy ngọc đoàn nhi và phương bình trai ai nấy đều vui mừng hớn hở trong lòng thầm nghĩ hắc huynh quả là không tầm thường một người bị hủy dung tàn phế mất hết võ công trên người chẳng có một hào không công danh không gia sản một thân một mình lại có thể khiến người khác vui mừng đau xót cho hắn chỉ cần tâm trạng hắn hơi vui vẻ mọi người lập tức tươi cười rạng rỡ không chỉ có phương bình trai và ngọc đoàn nhi mà ngay cả hắn cũng vậy trong phòng chế thuốc liễu nhãn ngồi quay mặt vào tường ngoài cửa hớn hở vui tươi đằng sau cánh cửa lại hoàn toàn yên tĩnh hắn lẳng lặng nhìn vách tường trơ trọi tâm sự đang hỗn loạn giờ đây lại trống rỗng trong một thoáng thật ra hắn không phải người giỏi suy tính rất nhiều chuyện càng nghĩ càng dối nhưng không nghĩ lại không được năm ấy là một thành viên trong nhóm đồng địch hắn là một người lịch sự nhã nhặn sở trường là làm tốt những tiểu tiết tinh vi đối xử dịu dàng thiện trí với từng người hắn là ngôi sao được giới truyền thông nhất trí khen ngợi là tay guitar có hình tượng tốt nhất nhưng hắn không phải một người thông minh có chủ kiến. Hắn sẽ chịu ảnh hưởng từ người bên cạnh, dễ dàng bị cuốn vào tiểu tiết. Hắn luôn làm việc dựa vào trực giác, hơn nữa luôn cho rằng mình sẽ không bị tổn thương. Thành viên ban nhạc đồng địch đều thấy rõ những khuyết điểm này, bản thân hắn cũng thấy. Nhưng không thay đổi được, giống như bây giờ hắn đồng ý dạy âm sát cho Phương Bình Trai, mà Phương Bình Trai rốt cuộc là người thế nào thì thật ra chính hắn cũng không rõ giống như câu hỏi vì sao phải cứu ngọc đoàn nhi đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra nguyên cớ thật sự nếu nhất định phải truy đến cùng thì chỉ có thể nói hắn vẫn là một người tốt quá đà hắn không tài nào cương quyết từ chối người ta người ta chỉ cần cầu xin hắn thôi nếu đủ sức làm mà lại từ chối thì đáy lòng hắn sẽ cảm thấy áy náy hắn chính là người như vậy hoàn toàn trái ngược với đường lệ từ liễu nhãn thở dài thườn thượt việc chế thuốc dần già có kết quả. sau khi đồng ý dạy âm sát cho phương bình trai, lòng hắn đã thoáng bình tĩnh trở lại. hắn thanh thản nhìn vách tường trắng tinh kia, nhưng chỉ chốc lát sau lại có một suy nghĩ dâng lên trong đầu hắn: nàng, nàng sao rồi? sau khi hắn đi, những cô ả à kia nhất định sẽ không buông tha cho nàng. hắn biết rõ, nhưng thất bại trong trận chiến trên núi hảo vân nằm ngoài dự tính của hắn giờ phút này dù có bận tâm cũng đã không còn sức cứu người nữa nhưng hắn tin đường lệ từ sẽ có hành động bởi vì a thùy là người phụ nữ của hắn bởi vì y nhận nuôi con nàng nên nhất định sẽ cứu nàng nhưng hắn không biết xưa nay đường lệ từ không cứu người vì lý do này lý do cứu người này chỉ là của liễu nhãn không phải của đường lệ từ đường lệ từ cứu a thùy nguyên do phần lớn cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nhưng vẫn phải nói trực giác của Liễu Nhãn rất chính xác, dù hắn không phân tích ra nguyên nhân thực sự, nhưng lại đoán trước được kết quả. Nàng được đường lệ từ cứu rồi thì nhất định sẽ cảm kích y, mà đường lệ từ xưa nay vẫn giỏi mấy trò trêu ghẹo nữ nhi. Liễu Nhãn ngồi úp mặt vào tường, bỗng dưng nổi giận, nàng, bây giờ nàng có còn nhớ hắn không? Hay trong lòng chỉ còn lại dáng vẻ phong lưu phóng khoáng dịu dàng quan tâm của đường lệ tư, chỉ nhớ những lần hắn gào thét mắng chửi thao túng kiểm soát từ đó sinh lòng oán hận với hắn biết đâu nàng lại nghĩ hắn cố tình vứt bỏ nàng ở tổng đà mặc cho những à đàn bà kia bắt nạt Đây là một thủ đoạn để hắn hành hạ nàng sau đó lại càng hận hắn hơn bàn tay liễu nhãn chậm chậm nắm chặt lại a à Thùy thật ra thật ra ta không hề cố ý hành hạ nàng hành hạ nàng ta cũng đâu vui vẻ gì ngày trước đưa nàng ra khỏi phủ băng Duyên hầu cố ý chia lìa mẹ con nàng cũng không phải vì nàng có nét duyên ngầm trời ban và cốt cách thanh tao, không phải vì nàng là mỹ nhân muôn đời hiếm gặp, mà vì, mà vì nàng là kiểu người trước kia ta muốn làm mà không được. Hắn nhìn bức tường trống không kia bằng đôi mắt mờ mịt. Nàng ôn hòa ung dung, giỏi nhẫn nhịn, không oán hận, đối với bất kỳ ai cũng tràn đầy thiện ý, nhưng lại có thể dừng dưng đứng ngoài cuộc, cho dù bị tổn thương vẫn có thể giải quyết ôn thỏa. Dù sức lực mỏng manh lại khiến ta cực kỳ ngưỡng mộ, đến mức ghen tị. Mà chính vì ta ghen tị, không biết phải làm sao mới tốt, cho nên mới hành hạ nàng. Biết đâu chúng ta chung sống lâu rồi, ta có thể lấy được chút cảm giác bình yên từ trên người nàng. Biết đâu chung sống lâu rồi, nàng sẽ cảm nhận được thật ra ta, thật ra ta có rất nhiều nỗi khổ trong lòng. Vậy nên đừng yêu đường lệ tư có được không? Biết Lạc cung, sau giờ ngọ Bích tiêu các, huyền Úc Nguyệt đán dạo gần đây nuôi một con thỏ, một chú thỏ con trắng như tuyết, đôi mắt đen nhánh, hai tay rủ xuống, trông hơi khác những con thỏ bình thường. Nhưng huyền Úc Nguyệt đán không nhìn thấy, hắn chỉ sờ được bộ lông ấm áp mềm mịn và tấm thân nho nhỏ chỉ bằng bàn tay của nó. Có một lần hắn muốn đốt thịt cho nó ăn, nhưng tiếc là con thỏ này chỉ biết ăn cỏ, lại còn sợ mèo gần chết, khác xa với thỏ trong tưởng tượng của hắn khởi bầm cung chủ mấy hôm gần đây hai người kia ngày một xa suốt nếu không tìm được cách chỉ e là thiết tĩnh chậm chậm đến gần phòng uyển úc nguyệt đán đã thử đủ mọi cách thường dùng mà không thấy hiệu quả uyển úc nguyệt đán ôm thỏ trong lòng xoa xoa đầu nó rồi nhấc gáy nó lên đặt xuống đất vẫn chưa nói chuyện được à không nói được chẳng những thế mà còn không biết ăn thậm chí không biết ngủ thiết tĩnh trao mày ta chưa từng gặp ai bị khống chế hoàn toàn như vậy mấy ngày nay tỷ nữ đều phải đút từng thìa nước bón từng thìa cơm huyền úc nguyệt đán nói đường công tử nói hai người này bị thuật dẫn huyền nhiếp mệnh khống chế chỉ có người thi thuật ban đầu mới giải được nhất định phải nghe xong bản nhạc họ đã nghe trong lúc thi thuật khống chế một khi suy đoán sai lầm nhầm lẫn bản nhạc khí huyết hai người này sẽ chảy ngược kinh mạch đứt đoạn mà chết ngay tại chỗ chân mày thiết tĩnh lại càng nhíu chặt nhưng dựa vào kết quả kiểm tra của văn nhân sư thúc thì hai người họ không chỉ trúng mỗi thuật dẫn huyền nhiếp mệnh rất lâu trước khi chúng dẫn huyền nhiếp mệnh bọn họ đã trúng kỳ độc một loại kỳ độc khiến người ta mất đi thần trí thậm chí là mất ngủ sau khi mất đi thần trí hai người này lại trúng dẫn huyền nhiếp mệnh khúc nhạc đi sâu vào trong ý thức hậu quả mới nghiêm trọng đến vậy thuật dẫn huyền nhiếp mệnh có lẽ hồng cô nương giải được dù hồng cô nương không giải được thì sau khi tìm được liễu nhãn đương nhiên sẽ giải được. Trần Mày huyền úc nguyệt đán khe nhớn lên. Ta vốn không bận tâm đến thuật dẫn huyền nhiếp mệnh. Quả nhiên có nguyên nhân khác khiến hai người này không tỉnh lại được. Bọn họ có còn ở phòng khách không? Thiết tĩnh gật đầu. Cung chủ muốn đi xem. Huyền úc nguyệt đán mỉm cười nói. Thất hoa vân hành khách là nhân vật trong truyền thuyết. Hôm nay rảnh rỗi sao lại không đi xem thử chứ? Bao giờ bọn họ tỉnh táo lại thì ta không xem được nữa rồi. Thiết Tĩnh ho khẽ một tiếng, cảm thấy hơi hoang mang. Huyền Úc Nguyệt Đán đã mù cả hai mắt, hắn còn muốn xem gì? Nhưng Huyền Úc Nguyệt Đán lại vô cùng phấn khởi bước ra khỏi cửa, đi về phía khu phòng dành cho khách. Thiết Tĩnh theo sau hắn, vị công chủ này có trí nhớ thật tốt, Bích Lạc cung chỉ mới xong phần thô, có nhiều nơi vừa mới xây xong, nhưng Huyền Úc Nguyệt Đán chỉ cần đi qua một lần là nhớ, rất ít khi cần người dìu dắt hai người đi qua mấy hành lang uốn lượn, bước vào một gian phòng nằm trong dãy phòng dành cho khách vừa xây xong ở Bích Lạc Cung. Mai Hoa dịch số và cuồng lan vô hành đứng thẳng tắp giữa phòng, sắc mặt tái nhợt, thần thái tiểu tụy, quần áo và dáng điệu đều giống hệt như hồi ở Thanh Sơn Nhai. Ngày tháng cũng đã trôi qua khá lâu, nếu vẫn không giải được độc dược và thuật pháp trên người bọn họ, thì dù có võ công cây thế cũng sẽ mệt mỏi đến chết. Huyền Úc Nguyệt Đán bước vào phòng, tay phải đưa ra chậm rãi, sờ lên mặt mai hoa dịch số, vuốt nhẹ lên mắt mày hắn, cảm thấy da thịt bên dưới món tay lạnh lẽo cứng đờ, nếu không còn một hơi thở thoi thóp thì thật không giống người sống. Thiết tĩnh nhìn huyền Úc Nguyệt đán sờ tỉ mỉ như thế, hóa ra hắn nói muốn xem là xem thế này, nếu hai người này không rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ thì cũng không để cho hắn xem kỹ càng như thế. Hóa ra mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành trông như thế này. Sau khi sờ tỉ mỉ gương mặt của hai người, Huyền Úc Nguyệt đán lui về sau mấy bước, ngồi xuống cái giường nhỏ. Thiết tĩnh người ra ngoài trước đi, để ta suy nghĩ cẩn thận một lượt. Thiết tĩnh vâng dạ rồi đóng cửa ra ngoài, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng từ ngày Huyền Úc Nguyệt đán lên làm công chủ đến nay, mọi quyết sách đều khôn khéo tỉ mỉ, chưa từng có sai sót. Nếu hắn muốn đóng cửa suy tư thì chắc là có đối sách nào đó rồi huyền úc nguyệt đán ngả người nằm lên giường trong phòng khách lặng yên nghe tiếng hít thở của mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành nhịp thở của hai người này một nhanh một chậm một sâu một nông hiển nhiên là họ luyện hai thứ nội công tâm pháp hoàn toàn khác nhau đến cùng là thứ độc dược gì mà khiến con người ta dù đã mệt mỏi cực độ vẫn không thể thả lòng khớp xương không thể nhắm mắt lại thậm chí không thể suy nghĩ tỉnh táo cũng không thể hôn mê chẳng lẽ hắn ngồi dậy vén áo mai hoa dịch số lên, sờ khắp một lượt các khớp xương trên người hắn. Mai hoa dịch số hơn 30 tuổi, đã không còn trẻ nữa rồi, nhưng xương cốt da thịt vẫn mềm mại. Mắt uyển úc nguyệt đán không nhìn được nên ngón tay hắn cũng nhạy cảm hơn người thường. Hắn ra sức ná, n bóp, cảm thấy sâu trong khớp xương cánh tay mai hoa dịch số dường như có thứ gì đó không giống xương cốt ghim vào bên trong. Là vật gì được nhỉ? Một cái gai dài hay một cái kim nhỏ hay chỉ là ảo giác của hắn thôi huyền úc nguyệt đán lấy trong ngực ra một thanh nam châm đặt lên khớp xương của mai hoa dịch số chờ một lát không thấy phản ứng gì vậy là vật đó không làm bằng sắt rốt cuộc là thứ gì đây hắn kéo ống tay áo của cuồng lan vô hành lên cũng sờ được một cái gai nhỏ trong khớp xương trong đầu lóe lên một suy nghĩ bèn mỏ lên khóe mắt hắn khóe mắt một bên hốc mắt dường như cũng có vật gì đó đâm vào không quá sâu. Huyền Úc Nguyệt Đán rút tay về, khẽ bông món tay, trên đầu ngón cái và ngón trỏ của tay phải bỗng xuất hiện hai chiếc nhẫn bằng thép siết chặt vào ngón tay, mỗi chiếc nhẫn đều gắn kim thép dài nhọn. Tay trái xoa nhẹ lên mắt phải cùng lan vô hành, hai chiếc kim thép trên ngón tay Huyền Úc Nguyệt Đán đâm vào cạnh hốc mắt hắn, nhẹ nhàng kẹp lại. Chiếc gai kia vừa ngắn vừa nhỏ, Huyền Úc Nguyệt Đán thành thục điều khiển kim thép trên ngón tay, kẹp một cái rồi rút ra, một chiếc gai nhỏ màu vàng nhạt giống như rằm trúc trong khóe mắt cuồng lan vô hành bị kéo ra ngoài. Ngón tay hắn chợt cảm nhận được con người cuồng lan vô hành đang xoay, hai mắt nhắm lại. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấm áp khiến người ta yên lòng. Người có nghe được ta nói không? Nếu nghe được thì chớp mắt một lần. Nhưng đôi mắt cuồng lan vô hành vẫn nhắm nghiền, không mở ra nữa. Thiết tính. Huyền Úc Nguyệt Đán nhặt cái gai nhỏ kia lên, Thiết Tĩnh lách người đi vào. "Cung chủ." Huyền Úc Nguyệt Đán đưa chiếc gai nhỏ kia ra. "Đây là thứ gì?" Thiết Tĩnh nhận cái gai màu vàng nhạt nhỏ xíu đến gần như không nhìn thấy kia. "Đây hình như là gai của một loài cây, hoặc của một loài côn trùng nào đó." Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu. Mười văn nhân thúc thúc xem thử, trong các khớp xương của hai người này, thậm chí cả hốc mắt cũng bị người ta dùng loại gai nhỏ này đâm vào, thành ra không thể cử động đây chắc chắn không phải vật tầm thường. Thiết tĩnh nhíu mày. Không biết cung chủ làm sao phát hiện ra cái gai nhỏ này. Huyền Úc Nguyệt đán ho nhẹ. Việc này, tạm thời bỏ qua đi. Nếu là một loại gai độc, chỉ cần tra xem là thứ độc gì thì hai người này sẽ có hy vọng cứu được. Chuyện hắn sở mó mai hoa dịch số một lượt từ đầu xuống chân, nếu để cho vị khách hoành hành giang hồ này tỉnh lại biết được thì khó tránh khỏi ngại ngùng, nói không chừng còn ghi thù, thôi khỏi nói cũng được thiết tĩnh nhận lệnh rời đi, tay huyền úc nguyệt đán lại đặt tay lên người cuồng lan vô hành, nhanh chóng kiểm tra một lượt tất cả những khớp xương trên người hắn. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, gai nhỏ đâm trên người cuồng lan vô hành nhiều hơn mai hoa dịch số kha khá, có khi trên cùng một khớp xương đâm đến hai, thậm chí là ba cái gai. Đây là cố tình hành hạ hắn, hay còn có nguyên nhân khác? Muốn khôi phục khớp xương bị phá hủy trong thời gian dài như vậy e là không đơn giản. Cái gai nho nhỏ này có thể ghim vào khớp xương thậm chí là con ngươi, nhưng tại sao vào những lúc đặc biệt, hai người này vẫn có thể động thủ với người khác như không hề bị gai đâm? Lẽ nào trước khi động thủ thì rút từng cái gai ra, nhiệm vụ hoàn thành rồi lại đâm từng cái gai vào? Chắc là không đâu, trừ phi, khi thuật dẫn huyền nhiếp mệnh phát động có thể khiến hai người hoàn toàn quên đi gông cùng khiến bọn họ mất cảm giác đau đớn, từ đó có thể xuất thủ như không có chuyện gì. Mà phương pháp này chỉ làm khớp xương của bọn họ tổn thương nghiêm trọng hơn, muốn chữa trị lại càng khó, coi như cứu sống được thì không chừng sẽ khiến họ không hoạt động được nữa, cả đời tàn phế. Thủ đoạn này quá độc ác, Huyền Úc Nguyệt đán sửa sang lại quần áo cho Cuồng Lan vô hành, quay về ngồi lên giường nhỏ, tay chống cằm lặng lặng suy tư. Một lát sau, hắn mỉm cười với người ngoài cửa hồng cô nương mời vào bóng người trắng như tuyết bên ngoài khẽ động một người bước vào chính là hồng cô nương thấy hai người mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành đang đứng nghiêm ánh mắt hồng cô nương lóe sáng nhưng khi thấy hai người khí sắc tiều tụy đang thoi thóp hơi tàn thì ánh mắt nàng lại hóa thành ảm đạm bọn họ sao rồi bọn họ vẫn ổn có thể sẽ khỏe lại cũng có thể sẽ chết Huyền úc Nguyệt Đán mỉm cười hỏi: Không biết Hồng cô nương có thể giải thuật dẫn Huyền nhiếp mệnh mà họ chúng phải không? Hồng cô nương nhìn mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành không chớp mắt. Thuật dẫn Huyền nhiếp mệnh trên người bọn họ không phải do ta hạ, nhưng đúng là ta biết bài hát nào dùng để thi thuật có điều. Nàng thở dài sâu kín. Trước khi chúng dẫn Huyền nhiếp mệnh thì thần trí bọn họ đã thất thường rồi. Hơn nữa không biết kẻ nào đã hạ thứ gì lên người họ mà hai người này cứ rên rỉ cả ngày, lăn lộn dưới đất giống như kẻ điên. Chủ nhân thấy bọn họ sống không bằng chết trong địa lao nên mới dùng dẫn huyền nhiếp mệnh giúp bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí. Bây giờ mà giải thuật dẫn huyền nhiếp mệnh, sẽ chỉ khiến bọn họ đau đớn đến chết. Nàng nhìn huyền úc nguyệt đán không chớp mắt. Người thật sự muốn ta giải thuật dẫn huyền nhiếp mệnh sao? Ừ. Huyền úc nguyệt đán ngồi trên giường, dựa lưng vào chăn nệm mới tinh dáng vẻ này cho thấy hắn dựa rất ung dung thoải mái. Mời hồng cô nương ngồi. Hồng cô nương mỉm cười duyên dáng. Người muốn ta ngồi lên giường giống ngươi, hay ngồi lên ghế? Những nếp nhăn mềm mại nơi khóe mắt huyền úc nguyệt đán thoáng giãn ra. Cô muốn ngồi ở đâu thì ngồi, có đôi khi ta cũng không thích nữ tử quá lễ độ. Hồng cô nương khẽ thở dài rồi ngồi xuống ghế. Những lời này mang hàm ý sâu xa, khiến người ta phải nghĩ ngợi. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong veo đẹp đẽ của huyền Úc Nguyệt đán hướng về nàng. Cô thật sự không biết kẻ nào hạ thứ gì lên người họ sao? Nếu cô nói biết, có lẽ ta có thể nói cho cô biết tin tức gần đây liên quan đến liễu nhãn. Hồng cô nương đứng phát dậy. Người đã có tin tức về chủ nhân. Huyền Úc Nguyệt đán gác hai chân lên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, mùi càng thêm ung um dung thư thả. Ừ. Hồng cô nương thấy hắn gác giày lên chăn nệm, không khỏi ngẩn người tuy đôi giày không bẩn, nhưng hắn là chủ nhân một cung, danh tiếng lừng lẫy giang hồ mà lại có hành vi thế này thì thật không sao tưởng tượng nổi. Sau một thoáng ngẩn ngơ, nàng khẽ cắn môi. Ta, vì không biết giải độc thế nào, nhưng ta nghe nói mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành chúng phải một loại gai độc, là một loại giam trúc nhỏ. Giống trúc kỳ lạ kia tên là trúc minh hoàng. Trúc minh hoàng. Huyền Úc Nguyệt đán trầm ngâm. Nó mọc ở nơi nào? Hồng cô nương lắc đầu. Ta không biết. Nàng mở to mắt nhìn Huyền Úc Nguyệt Đán. Còn tung tích chủ nhân thì sao? Huyền Úc Nguyệt Đán đáp. Tin tức gần đây liên quan đến Liễu Nhãn, ờm, chính là... Hồng cô nương hỏi. Chính là cái gì? Huyền Úc Nguyệt Đán phất tay áo. Chính là không có. Hồng cô nương ngẩn ra. Cái gì không có cơ? Huyền Úc Nguyệt Đán dịu dàng đáp. Gần đây không có tin tức liên quan đến Liễu Nhãn. Gương mặt trắng nón của Hồng cô nương dần dần đỏ ửng. Ngươi... Uyển Úc Nguyệt đán nhắm mắt dựa vào chăn, toàn thân toát ra cảm giác thoải mái an nhàn. Nàng lại thở dài sâu xa lần nữa. Trúc Minh Hoàng đã sớm tuyệt chủng rồi, cũng không ai biết nó mọc ở đâu. Nhưng trong hoàng cung đại nội, nghe nói trong rất nhiều viên minh châu gắn trên kim quan cài trên đầu hoàng đế, có một viên được gọi là Lục Mị. Trong đêm trăng sáng, thả nó vào giếng nước sẽ phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, một Lục Mị có thể giải độc Trúc Minh Hoàng nếu những lời này là thật, ta đã đoán được một nửa xuất thân lai lịch của Hồng Cô Nương. Huyền Úc Nguyệt Đán dịu dàng nói. Gần đây quả thực không có tin tức liên quan đến Liễu Nhãn, nhưng cách đây không lâu có người lan truyền một tin, nếu ai đó có thể khiến phương trượng mới lên của Thiến Lâm tự dập đầu ba cái thật kêu với hắn, lại làm cho hắn một bài thơ thì hắn sẽ nói cho người ấy biết tung tích của Liễu Nhãn. Dựa vào những lời này, kẻ đưa tin phải nắm rất rõ tình hình hiện tại của chủ nhân, mà không chừng chủ nhân đã rơi vào tay hắn, có khi còn đang bị hành hạ. Hồng cô nương cắn môi, sắc mặt đã hơi tái đi. Người truyền lời là ai? Huyền Úc Nguyệt đán lắc đầu. Đây chỉ là một lời đồn đại, chưa chắc đã tin được, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu thì không ai rõ, nhưng mà. Hắn dịu dàng nói, tình trạng của Liễu Nhãn nhất định không ổn. Hồng cô nương gật đầu, nếu Liễu Nhãn mà ổn thì sẽ không im hơi lặng tiếng, càng không để những lời đồn đại này lan truyền khắp nơi. Ngươi có tính toán gì? Huyền Úc Nguyệt Đán chậm rãi nói: "Muốn tìm Liễu Nhãn đương nhiên phải bắt đầu từ Thẩm Lang Hồn, Thẩm Lang Hồn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội báo thù, trừ phi Liễu Nhãn đã chết, bằng không hắn nhất định không buông tha." Trên mặt Thẩm Lang Hồn có hình xăm con rắn đỏ, tìm được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hồng cô nương thở phào một hơi, người truyền lời lẽ nào không thể là Thẩm Lang Hồn. Huyền Úc Nguyệt Đán ngẩng đầu nhìn dèm lụa thả xuống từ chân giường, tuy hắn không thấy gì cả nhưng thần thái an nhiên hệt như nhìn thấy. Người muốn được phương trượng thiếu lâm dập đầu ba cái thật kêu không thể là thẩm lang hồn, cô nghĩ sao? Trong mắt hồng cô nương khẽ xoay. Một gá đàn ông tự cao tự đại, cuồng ngạo, ham danh hám lợi. Huyền Úc Nguyệt đán mỉm cười. Tại sao không thể là một người phụ nữ suy nghĩ viển vông, hiếu chiến lại tự yêu bản thân chứ? Hồng cô nương mỉm cười yêu kiều. Vậy thì để xem kẻ sắp xuất hiện giống lời ta nói, hay như người nói huyền úc nguyệt đán bước từ trên giường xuống hồng cô nương đứng dậy đưa tay ra đỡ khi bàn tay nhỏ trắng ngần đưa ra móng tay trên năm ngón lấp lánh ánh hồng đó là yên chi túy từ khi bước vào bích lạc cung ngày nào nàng cũng thoa lên móng tay thứ kịch độc này độc này một khi tiếp xúc với da liền ngấm vào cơ thể trong vòng một ngày sẽ phát tác chết không hề đau đớn huyền úc nguyệt đán khẽ vung ống tay áo tự mình đứng vững không hề để nàng đỡ, mỉm cười nói. Đa tả ý tốt của hồng cô nương, ta tự đi được mà. Khi tay áo hắn vung lên, chóp mũi hồng cô nương mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, trong lòng sợ hãi, vội vàng rụt năm ngón tay lại. Trên người hắn có tham hướng sam, có lẽ là bôi bột tham hướng sam lên người. Bột này có thể hết hợp với nhiều loại độc khác rồi hóa thành chất độc mới. Một khi yên chi túy tiếp xúc với tham hướng sam thì hậu quả khó mà lường được. Khá lắm huyền úc nguyệt đán, nàng nhìn huyền úc nguyệt đán mỉm cười bước ra khỏi cửa, tà áo màu xanh nhạt, mặt mũi ôn nhu non nớt, cử chỉ tự do tùy tiện, nhưng trên người lại mang theo chất độc lưỡng bại câu thương. Tâm cơ giỏi, định lực tốt, đầy nhã hứng và dũng khí cũng nhiều, nàng không khỏi cười nhạt, giống như nàng vậy, tham hướng sam nàng đưa tay vào ngực nắm chặt một bình xứ giấu trong đó, trên người nàng cũng có chất độc này, nhưng lại không dám bôi nó lên người. Nếu như chưa từng gặp liễu nhãn, có lẽ người nàng theo đuổi sẽ không giống hắn. Hồng cô nương lẳng lặng nhìn bóng lưng huyền Úc Nguyệt Đán, hắn để lại mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành trong phòng này, là nắm chắc nàng không dám động tay động chân vào hai người họ sao? Vậy thì rốt cuộc nàng làm, hay không làm? xoay người lại nhìn hai người kia nàng trầm ngâm trong giây lát rồi hạ quyết tâm trong phòng văn nhân hách huyền úc nguyệt đán chậm rãi bước vào phòng nơi này vốn không phải gian phòng văn nhân hách ở trước kia nhưng hắn vẫn dừng chân lại một lát rồi mới nở một nụ cười văn nhân thúc thúc nghĩ sao về cái gai nhỏ này văn nhân hách đang soi kỹ cái gai nhỏ kia dưới ánh mặt trời gai này giống ruột bên trong hình như đã từng chứa chất lỏng đời này ta thấy vô số kỳ độc rồi nhưng chưa bao giờ gặp loại gai độc này. Huyền úc nguyệt đán đứng sau lưng ông. Nghe nói đây là gai của trúc minh hoàng dùng ngọc lục mị có thể giải được. Văn nhân hách kinh ngạc nói. Lục mị, lục mị là vật trong truyền thuyết chỉ có một loài chai đặc biệt sống dưới đáy biển sâu bị một loài rong rêu bám vào bên trong trải qua mấy chục năm mới hình thành một viên ngọc chai có thể giải loại độc cực mạnh. Huyền úc nguyệt đán chớp mắt. Vậy là trên đời có thứ này thật sao? Nghe nói trên kim quan của hoàng đế đương triều có một viên lục mỹ. Văn nhân hách trao mày, xoay người lại. Con nghe được chuyện này từ đâu? Cứ cho là trong hoàng cung đại nội có lục mỹ đi, thì không lẽ con định phái người xông vào cung lấy ngọc sao? Nói đến đây, ông nhấn viền úc nguyệt đán ngồi xuống ghế, vạch mí mắt hắn ra, nhìn kỹ đôi mắt hắn. Vẫn chỉ nhìn thấy màu đỏ máu thôi à? Ừm. Uyển úc nguyệt đán hơi ngửa người ra sau tránh con đã quen từ lâu rồi, văn nhân thuốc thuốc không cần hao tâm tổn trí vì con nữa. Văn nhân hách buông tay, gương mặt đã hàn nên nét giả nua giờ đây khẽ dần dật. Thật ra mắt con đâu phải đã hết thuốc chữa, chẳng qua con. Huyền Úc Nguyệt đán nói. Con thế này vẫn rất ổn. Văn nhân hách cất giọng nặng nề. Tuy con đã làm cung chủ, ta cũng rất phục con, nhưng trong lòng ta con vẫn là một đứa trẻ, không khác gì năm ấy. Con không muốn chữa khỏi mắt, là vì con cảm thấy cái chết của An Oán và Tiểu Trọng là lỗi của con." Huyền Úc Nguyệt đán hạ giọng tiếp lời ông, sau đó khẽ cười. "Có lẽ các nàng không đáng phải chết, là do năm ấy con không hiểu chuyện, khiến mọi chuyện nát bét ra, cho nên." Văn Nhân hách vỗ mạnh lên vai hắn. "Con đã làm rất tốt rồi, không ai coi đó là lỗi của con cả, càng không cần dùng đôi mắt để trừng phạt bản thân." Mắt con có thể chữa khỏi, tuy khó khăn nhưng vẫn chưa hết hy vọng đứa bé này nếu con thật sự có thể gánh vác trọng trách của chủ nhân một cung thì nên có dũng khí tự chữa lành cho mình đừng giữ lại nhược điểm khó lòng bù đắp được con giọng uyên úc nguyệt đán vẫn rất ôn hòa thậm chí còn cực kỳ bình tĩnh nhưng mà con cảm thấy không nhìn được sẽ giúp lòng mình yên bình hơn chân mày văn nhân hách run run ông lạnh lùng nói vậy nếu có giặc cướp xông vào cung bày ra cạm bẫy muốn lấy mạng con thì sao con không nhìn thấy thì cũng không thể để người khác ngày đêm bảo vệ con không ngơi nghỉ. Lỡ đâu con uống phải một chén trà có độc, hoặc dẫm phải một cái kim thép tẩm độc, con muốn cả cung từ trên xuống dưới phải làm thế nào đây? Là chủ nhân một cung, sao có thể tùy hứng như vậy được? Uyển Úc Nguyệt Đán sơ tay lên lần mò trong không trung, nắm lấy tay Văn Nhân Hách, dịu dàng nói. Sẽ không có chuyện đó đâu. Văn Nhân Hách còn chưa nguôi giận. Con làm sao dám chắc chứ? Con không biết võ công, hai mắt mù lòa, con làm sao dám can đoan mình sẽ không gặp nguy hiểm huyền úc nguyệt đán thong thả nói con nói không tức là không văn nhân thúc thúc người có tin con không văn nhân hách trợn trừng nhìn đôi mắt trong veo đẹp đẽ của hắn hồi lâu mới thở dài chán nản nói tin con đương nhiên tin con Dương mặt huyền úc nguyệt đán vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng vậy là được rồi chỉ nói ra bốn chữ ngàn ngùn huyền úc nguyệt đán còn chưa đổi sắc mặt Văn Nhân Hách đã cảm nhận được uy thế từ trên người hắn. Bốn chữ này dùng thân phận công chủ để nói là một vương giả tính cách ôn hòa đang dung túng thuộc hạ không nghe lệnh. Ông ủ rũ hồi lâu rồi đổi chủ đề. Liên quan đến Ngọc Lục Mỹ, không lẽ con định phái người xông vào cung thần à? Không. Huyền Úc Nguyệt Đán dịu dàng đáp. Nếu nó là châu báu thì vạn khiếu trai chắc sẽ có, nếu không dùng tiền mua được, thì chuyện vào cung cũng không đến lượt bách tính bình dân chúng ta lo tính mạng của mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành cũng đâu chỉ có mình bích lạc cung quan tâm đúng không nào văn nhân hách thở phào nhẹ nhóm ý con là chuyện này nên để người khác giải quyết huyền úc nguyệt đán mỉm cười chuyện tìm lục mị tạm thời gác sang một bên muốn bận tâm cũng có người khác lo thay rồi văn nhân thúc thúc không cần phải lo lắng văn nhân hách gật đầu xoay người lại rót hai chén trà cung chủ uống trà Huyền Úc Nguyệt Đán nâng chén lên hớp một ngụm nhỏ. Đợi Bích Lạc cung xây xong rồi, con sẽ phái người đưa mộ của An Oán và Tiểu Trọng Tỷ Tỷ vào trong cung, đến lúc đó lại phải phiền văn nhân thúc thúc rồi. Văn nhân hách nghe đến đây thì tâm tình chấn động, tay cầm chén trà run lên cầm cập, vui buồn đan sen. Thật, thật chứ. Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu, hai người đứng đối diện, tuy không thể nhìn thấy nhau nhưng tâm trạng lại tương đồng. Nước mắt văn nhân hách tràn khóe mi, Uyển Úc Nguyệt Đán khép hờ đôi mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt nhíu lại, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. Con, con đi đây. Hắn xoay người bước ra khỏi cửa, thong thả đi xa dần. Văn nhân hách dõi theo bóng lưng hắn, những chua sót đau khổ, gió sương lạnh lẽo ẩn chứa trong bóng lưng ấy, người ngoài làm sao mà hiểu được. Đứa bé này phải chịu khổ rồi, ngoài cửa gió thoảng mây trôi, cảnh vật trong trèo thoáng đãng. Hoàn toàn không giống tâm trạng của người bên trong. Gió thổi mây trôi, vì mây mà thổi, trời xanh thăm thẳm không thấy bóng người. Đến nơi đâu, muốn đến nơi đâu, hỏi người đi từ chỗ nào. Giữa núi sông, ngàn vạn tội lỗi, cất bước lên, đi đến đâu ngắm nhìn đến đó. Muốn hỏi ông trời, lòng có còn như xưa, không hỏi cõi trần mây khói. Tâm trí trống rỗng, lấy thân làm kiếm, chìm trong biển máu, giết người liên miên tiếng hát thăm thẳm truyền ra từ phòng khách huyền úc nguyệt đán ra khỏi phòng văn nhân hách nghe tiếng hát thì khẽ âm ừ thiết tĩnh và hà diêm nhi đã đứng song song trước phòng khách hai đôi mắt đều vô cùng căng thẳng bên trong phòng hồng cô nương đang hát khe khẽ tay nàng vỗ nhẹ lên mặt bàn dùng tiếng bộc bộc đệm cho mình hát một bài ca bài ca này có làn điệu trong trẻo vui tươi âm cao mà lời lại ngắn mọi người đều chưa từng nghe trước đó Mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành từ khi đến Bích Lạc cung chưa bao giờ mở miệng, thế mà nghe bài ca này lại bắt đầu run rẩy, khe khẽ rên lên. À, thế mà nàng lại chọn giải thuật dẫn huyền nhiếp mệnh, thật là một cô gái thông minh. Huyền Úc Nguyệt đán khẽ mỉm cười, yên lặng lắng nghe. Đến khi bài ca xa xăm kia hát xong, mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành bắt đầu lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết. Tứ chi hai người vẫn không thể nhúc nhích, cứ lăn lộn trong tư thế cứng đơ như vậy, khiến người ta thấy mà giật mình. Thiết tĩnh và Hà Diêm Nhi đều tái mặt, lao vào trong phòng điểm huyệt đạo hai người. Vì bị điểm huyệt nên hai người không kêu gào được nữa, mặt mũi tái xanh, mồ hôi chảy ròng ròng, đau mà không nói ra được lại càng khó lòng chịu đựng. Huyền Úc Nguyệt Đán vội bước vào phòng, đưa tay sờ lên mặt mai hoa dịch số. Giải huyệt đạo cho hắn, cung chủ, nếu đau quá chỉ e hắn sẽ cắn lưỡi tự sát. Thiết tĩnh khẽ khàng nói, trên mặt tràn đầy vẻ không đành lòng. Huyền Úc Nguyệt đán vỗ vỗ vai hắn. Ta chỉ muốn hỏi hắn vài câu thôi, chờ lát nữa là ổn rồi. Thiết tĩnh đành giải huyệt cho mai hoa dịch số, huyệt đạo vừa giải thì tiếng gào thét tê tâm liệt phế lập tức vang lên, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi, con người ta phải đau đớn đến chừng nào mới phát ra những âm thanh như vậy chứ. Mai tiên sinh, ta chỉ hỏi một lần, người đã bị gai của Trúc Minh Hoàng đâm vào người, rốt cuộc là 36 hay 37 cái gai. Quyền Úc Nguyệt đán ra sức giữ chặt hai tay hắn, giọng mai hoa dịch số khàn khàn khó nghe. 30, 7. Úc Nguyệt đán gật đầu, thiết tĩnh lập lức điểm huyệt hắn, quyền Úc Nguyệt đán vẫn giữ chặt tay mai hoa dịch số. Thiết tĩnh, ta nói cho người biết vị trí gai đâm trên người hắn, người dùng nội lực rút gai ra. Có nhiều chỗ ghim sâu quá, ngoại lực không nhổ ra được rồi hắn quay sang mai hoa dịch số nếu tiên sinh vẫn giữ được tỉnh táo trên người còn chút sức lực thì mong hãy hết lòng phối hợp mai hoa dịch số bị điểm huyệt nên không thể gật đầu giọng uyển úc nguyệt đán vẫn bình tĩnh chính giữa khớp xương cánh tay sâu một tấc hai phân hai tay thiết tĩnh giữ chặt cánh tay mai hoa dịch số hắn hét lớn một tiếng ra sức vận công cánh tay mai hoa dịch số lập tức chuyển sang màu đỏ tươi trên da thịt có hơi nóng bốc lên. Chốc lát sau, một giọt máu thấm ra từ trong da thịt, một chiếc gai màu vàng nhạt nhỏ xíu cũng ra theo máu, chính là gai trúc minh hoàng. Hồng cô nương đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, trong lòng bỗng thấy hơi hoảng hốt, cũng có chút trống giống. Sau khi mai hoa dịch số tỉnh lại, bí mật được tiết lộ hẳn là vô cùng lớn. Mà sự thần tài của hai người kia nhất định sẽ mang đến tai họa cho bích lạc cung. Uyển Úc Nguyệt Đán là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể không biết. Cứ coi như hắn biết cách cứu người đi, thì thật ra cách tốt nhất là đưa người đến thiện phong đường núi Hảo Vân, nhờ đường lệ từ ra tay cứu người. Cách này vừa mang lại tiếng tăm cho Bích Lạc Cung, mà còn tránh được tai ương hậu hỏa, sao hắn không làm vậy chứ? Không đẩy mối hỏa sang cho người khác, là vì hắn thật lòng muốn cứu người sao? Nàng chưa bao giờ biết những nam nhân tâm cơ thâm trầm đi một bước nghĩ ra hàng trăm kế này, những vương giả, bá chủ, kiêu hùng, anh hùng tranh đoạt thiên hạ này, không ngờ vẫn còn cái gọi là thật lòng ư. Hai canh giờ sau, 37 gai gộc trên người mai hoa dịch số bị nhổ ra từng cái một, thiết tĩnh mồ hôi đầm đìa, rút được một nửa phải nhờ Hà Diêm Nhi thay thế, hai người đều mệt mỏi ngã vật ra đất mới thành công viên mãn. Trên người cuồng lan vô hành lại có đến 107 cái gai độc. Số lượng quá lớn như vậy, thiết tĩnh và hà diêm nhi không cáng đáng được. Phải nhờ cao thủ có nội lực hơn xa bọn họ ra tay cứu người. Hồng cô nương từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên quan sát. Bọn họ bận rộn quên ăn quên uống, nàng cũng quên luôn. Mãi cho đến lúc lên đèn, gai độc trên người mai hoa dịch số bị nhổ ra hết. Tỷ nữ mới dâng lên cho nàng một bát cháo hạt sen hoa quế nàng mới chợt bừng tỉnh. Bừng chén cháo kia, nàng đi về phía huyền Úc Nguyệt Đán. Huyền Úc Nguyệt Đán bận rộn, chán dịn mồ hôi, gò má tú nhã đỏ ửng như say rượu. Cảnh tượng này đập vào mắt, khiến nàng chợt thấy yếu lòng. Huyền Úc cung chủ, mọi chuyện xong rồi, uống chút cháo đi. Huyền Úc Nguyệt Đán quay đầu lại nhận bát cháo, uống một ngụm rồi mỉm cười. Cháo thật ngon. Hồng cô nương khẽ nhíu cặp mày thanh tú, lẽ ra nàng nên hạ dăm ba loại kịch độc vào trong chén cháo này. Thấy hắn uống vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, bèn lùi lại mấy bước, yên lặng xoay người ra khỏi phòng. Mai hoa dịch sô đã sớm đau đến ngất xỉu, cùm lan vô hành bị Hà Diêm Nhi vỗ một trường bất tỉnh, hai người ngã vật xuống đất, không thể nhìn ra phong thái khí độ hào phóng trên giang hồ năm xưa. Thiết tĩnh đặt hai người nằm ngay ngắn lên giường. Đêm nay ta và Diêm Nhi ở lại đây trông chừng. Cung chủ về nghỉ ngơi trước đi. Huyền Úc Nguyệt Đán gật đầu. Nếu mai hoa dịch số tỉnh lại, Thiết Tĩnh hãy báo cho ta ngay. Thiết Tĩnh nhận lệnh, Huyền Úc Nguyệt Đán đang muốn đi thì ngoài cửa thấp thoáng có bóng người màu xanh ngọc, Bích Liên Y đã đứng trước cửa. "Cung chủ, hôm nay ngươi đi đâu?" Huyền Úc Nguyệt Đán bước ra khỏi phòng, Bích Liên Y hơi khom người đi theo hắn. "Ta ở trong phòng khách của Hồng cô nương." Huyền Úc Nguyệt Đán cười hỏi, "Đã tìm thấy thứ gì?" Bích Liên Y đáp. Châm độc, phấn độc, dao dấu trong tay áo, dao găm, mấy loại cơ quan nhỏ, giải rác khắp nơi. Mặt mày huyền úc nguyệt đán cong lên, mỉm cười càng non nớt đáng yêu. Nàng ta đúng là chuẩn bị kỹ càng mới đến. Bích Liên Y gật đầu đi theo huyền úc nguyệt đán hướng về bích tiêu các. Nàng còn giữ một chai vạn niên hồng. Chân mày huyền úc nguyệt đán nhớn lên. Bích đại ca, trên người vị cô nương này có rất nhiều bí mật, thân phận lại đặc thù, không thể để nàng chết trong cung, nhờ huynh tạm thời trông chừng. Bích Liên Y chắp tay nhận lệnh, vạn niên hồng là một loại kịch độc màu đỏ tươi, mùi rất ngắt, uống vào chết ngay, chết không đau đớn, lại có thể giữ cho thi thể không thối rữa. Loại độc này rất hiếm khi dùng để giết người, nhưng lại là thánh dược tự sát. Hồng cô nương mang theo vạn niên hồng bên người, cũng có nghĩa là sau khi bước vào bích lạc cung, chuyện nàng mưu đồ dẫu thành hay bại thì nàng đều muốn tự sát. Bích Liên Y đưa Huyền Úc Nguyệt Đán về phòng ngủ, phân công người canh gác ban đêm xong xuôi lại đi vòng qua phòng hồng cô nương, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Hắn thấy nàng đã tắt đèn từ sớm, ngồi yên lặng một mình trước cửa sổ, nhìn ra khoảnh rừng trúc mới trồng ngoài kia, ngón tay mân mê chai vạn niên hồng, hồi lâu lại thở dài xa xăm. Dường như nàng vừa thở dài thì biển trúc cũng toát ra vẻ u buồn, tiếng gió thổi lá trúc reo xào xạc cũng nhuốm màu thê lương. Bích liên y ngồi trên mái nhà, chăm chú nhìn nàng qua khe hở giữa những mảnh ngói. Nàng ngồi bên cửa một lúc rồi cởi áo ngoài lên giường nằm, nhưng chằn chọc một hồi vẫn không ngủ được. Rốt cuộc nàng là ai? Công chủ nói nàng mang thân phận đặc thù, không thể để nàng chết trong cung, vậy nhất định là thân phận rất đặc biệt rồi bích liên y nhìn nàng trằn trọc cả đêm chợt nhớ tới vẻ kinh diễm hắn từng thấy ở bích tiêu các hôm nào người con gái này rất đẹp thân phận đặc thù tài trí xuất chúng một người như nàng rốt cuộc phải mốc đến nhường nào mới làm ra nhiều chuyện lớn thế này vì liễu nhãn thậm chí có lẽ nàng còn muốn giết huyền úc nguyệt đán hắn không bực tức hay oán hận chỉ cảm thấy kinh ngạc thậm chí có phần tiếc nuối một cô gái xinh đẹp si tình người đầy tài hoa cư xử khéo léo như vậy nên có cuộc sống như thơ như họa chứ cớ sao nàng phải dấn thân vào giang hồ máu tanh học làm ma đầu thao túng máu thịt xương trắng trong lòng bích liên y không có hận thù mà trái lại còn vấn vương chút thương tiếc và cảm thông liễu liễu sao chàng cứ nhìn nha đầu chết tiệt kia sao mãi đến giờ chàng vẫn cô gái trong phòng khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ bỗng ngồi bật dậy hai tay nắm chặt chăn nệm ngây người một lúc nước mắt tràn khóe mi rơi xuống gò má sao mãi đến giờ chàng vẫn đoạn phía sau hiển nhiên là không nhìn ta sao chàng cứ nhìn nha đầu chết tiệt kia sao mãi đến giờ chàng vẫn không nhìn ta nước mắt hồng cô nương rơi xuống chăn nệm nàng khóc trong thầm lặng gò má tái nhợt kiên cường tựa như một mảnh ngọc buốt giá dưới ánh trăng rất lâu sau nàng kéo chăn quấn chặt lấy thân thể mình cúi đầu buồn bã nhìn ánh trăng chảy tràn trên mặt đất liễu nhãn ít nhất ta có thể chết vì chàng còn cô ta cô ta thì sao nàng túm lấy một vật bên gối ném ra ngoài dù chàng có chết cô ta cũng không khóc cho chàng chàng ở với cô ta thì tốt đẹp đối gì trên đời này chỉ có ta mới thật lòng thật dạ với chàng chàng biết không chàng thì biết cái gì chàng chẳng biết gì cả chàng hiểu gì hết chàng là chàng là tên ngốc nhất mà ta từng gặp Cạch. Một tiếng, vật nằm bên gối nàng vỡ vụn dưới đất. Nàng nhìn nó đăm đăm, nhưng không hề nhúc nhích. Bích liên y nằm trên nóc nhà, liếc nhìn qua khe hở miếng mối, lập tức giật mình kinh ngạc. Đó là một miếng ngọc bội chạm nổi hình phượng hoàng, bên trên khắc ba chữ. Quận lang gia là đồ của hoàng thất. Nhìn độ tuổi của hồng cô nương, rốt cuộc nàng là. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn